Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý tình huống khi mình đi ô tô mà đến vùng nước nó bị ngập Trường hợp như mình đi xe dòng sedan Thì nếu như ta đi đến cái vùng nước nó bị ngập thì lúc đấy ta phải dừng lại để ta quan sát Là xem là cái mức nước nó ngập ở phần nào, nếu như phần nước ngập ở lưng trình bánh Hoặc là ở dưới Thì ta có thể là đi nhưng mà đi mà trường hợp nếu như mà có những cái xe, xe tải hoặc là xe buýt hoặc xe khách đi qua thì nó cũng gây những cái cơn sóng nước có thể là trào vào cái khoang động cơ của mình của cái xe ấy. thì nó sẽ gây ra chết máy bởi vì sao tôi nói là chết máy bởi vì những cái dòng xe đan ấy là những cái cổ gió hay mình gọi là cổ hút gió ấy, là người ta thường hay để tầm thấp một là để dưới cái phần đèn pha hai nữa có thể là để ở cái đoạn khu vực đằng sau cái cái lưới tản nhiệt xe to là đi nó tạo những cơn sóng nó có thể là hút vào cái phần uh, cổ gió ấy, thì cũng uh, có thể là tạo ra chết máy chúng ta nên phải đánh giá cái tình hình là nếu như nước nước mà nó ngập quá như thế thì ta không nên mạo hiểm ta đi qua tốt nhất là ta quay lại ta đi hướng khác trường hợp mà ta đã trót đi vào rồi mà chẳng may số đen mà bị chết máy thì ta phải làm cách nào cái việc đầu tiên là ta tuyệt đối không nên khởi động lại bởi vì sao tôi nói là không nên khởi động lại Bởi vì là một khi mà mình đi vào vùng nước mà đã bị chết máy Tức là lúc đấy nước đã bị hút vào trong khoang động cơ Tức là trong trong buồng đốt Là trong buồng đốt nó sẽ có nước Nếu như chúng ta cố khởi động lại thì là nó sẽ gây thủy kích Một là bị cong tay biên Hai là trường hợp lặng nữa là có thể là bị thúc Có thể là vỡ lốc máy Trường hợp thứ ba là có thể là nó gây ảnh hưởng rất là lớn đến động cơ thì chúng ta không nên cố khởi động lại và ta phải xử lý bằng cách là ta ngắt hết thiết bị điện nếu trường hợp mà ta có dụng cụ thì ta có thể là tháo thiết bị điện tức là tháo cái phần đó óc quy nếu như ta xử lý được nhanh ta biết được cái vị trí của cái hộp cpu thì ta tháo được ra thì càng tốt còn trường hợp nếu không xử lý được thì ta không nên làm bước tiếp theo thì ta không nên cố mở cửa nếu ta cố mở cửa thì nước nó cũng trào hết vào trong khoang xe cách tốt nhất là ta hạ cửa sổ ta chui ra ngoài nếu như có nhiều người hỗ trợ, thì ta nhờ người có thể đẩy xe lên khu vực cao để ta tìm hướng xử lý. Đấy, lên khu vực cao, nếu như mình có dụng cụ đồ nghề thì mình có thể là tìm, mình tháo tất cả buji ra và lúc đấy ta có thể là bằng cách là ta lắp lại cái hệ thống điện, xong ta lên ta khởi động, khởi động làm sao mà xem là trong cái khoang động cơ, ấy, trong cái buồng đốt có bị hút nước vào không? nếu như bị hút nước vào ta khởi động là cho nước thoát ra ngoài bằng cái đường của buji thì mình lúc đấy là mình sẽ không bị ảnh hưởng đến cái cái tay biên nó không bị thủy kích nếu như bạn mà không biết gì về máy móc hoặc là về kỹ thuật thì bạn có thể là gọi cứu hộ đưa xe về xưởng để cho các kỹ thuật viên kiểm tra thì đây là tôi chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm là khi xe bị ngập nước tránh tình trạng là bị thiệt hại lớn bởi vì sao bởi vì xe nó ngập nước ấy, mà cái động cơ nó không việc gì cái tiền mà mình dọn rửa xe hoặc là mình có thể là dọn nội thất thì nó không không mất uh, nhiều tiền nhưng mà một khi mà cái động cơ mà đã bị ảnh hưởng mà đã bị hỏng hóc thì lúc đấy ta làm hoặc ta sửa chữa cái số tiền nó có thể là gấp rất là nhiều lần cái tiền mình dọn rửa nội thất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi chúc các bạn lái xe an toàn